À, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Cơ Giới Nhà Nông nha. Thì hôm nay anh chủ xe đã đem ra vườn làm ha. Giờ mình quay anh em xem nha. Thì này anh đang làm trong vườn sầu riêng nha. Anh đang dọn cỏ rồi đắp bờ. Anh đắp bờ be lại để bơm bùn lên đó anh em. Dọn cỏ rồi nha. Này thì anh chủ xe này là anh tài xế xe lớn luôn nha anh em. Tài xế xe 05 nha. Rồi anh lái chiếc này cũng không quen cho mấy nha anh em. Chiếc này cũng khó lái lắm nha, có điều khiển đó nha anh em, nó giật lắm nha. Đó. Chòm hết cần xuống luôn đó. Ủa. Thấy nhỏ nhỏ chứ là chấp ba người thanh niên làm nha anh em. Ba người thanh niên làm không lợi đâu á. Thấy nhỏ nhỏ chứ làm hiệu quả lắm nha. Đó. Ba người thanh niên đào lên là mệt với chiếc xe cuốc mini này ạ. Này thì lúc trước thì động cơ riêng nó nhỏ hơn nha anh em. Chứ không phải cái động cơ này nha. Động cơ riêng nó nằm trong cái thùng xe đó đó, nằm trong cái thùng á. Nó nhỏ gọn ở trong á mà nó nhẹ đít lắm nha. Nên ảnh đã thế động cơ máy dầu này lên. Động cơ này động cơ một máy á, nó bự sát hơn cái động cơ máy riêng. Nên nó nặng đít nó dễ làm hơn, nó không bị mình múc lên nó không bị nhõng đít á. Này thì anh chế qua cũng hay lắm nha. Đó, này giống như là máy cài đấu đầu nha anh em, này đấu đầu nha. Đó, đây là vườn sầu riêng nha. Cặp bay cái góc góc bình bát lên luôn á anh em, cũng mạnh dữ lắm nha. Này đang vét mương đắp bờ ha. Đó chòm hết cần luôn rồi đó anh em ơi, hết cần nó ra chỉ có tầm 2 mét mấy 2 mét à. Bác lên
này thì xe quốc hiệu IHI nha anh em. Xe quốc hiệu IHI này hình như là hổm nghe anh chủ xe nói là hiệu số là 00004 cái gì á, hai số 0 nha anh em. Làm việc cũng hiệu quả lắm nha, nãy giờ là được một cái bờ luôn nè. Đó. Nãy giờ là được cái bờ đó, đắp màu dưới mương là móc dưới mương lên đó. Này là giác mương đắp bờ nha. Này chiều cao nó là thấp hơn mình luôn nha, chiều cao á, dở hết cần thấp hơn mình luôn á. Này thì lúc trước anh mua ở bãi nghĩa địa nha, bãi nghĩa địa ở trên khúc mà Bình Chánh đi lên đó. Này muốn cuốc sâu nữa cũng không được anh em ơi, hết cần rồi, hết ti rồi đó. Tại cái đang đứng trên bờ này cũng khá là cao rồi nên chòm hết ti xuống rồi. Này thì anh đang đắp bờ để bơm bùn lên nha. Đó, đang đắp cái bờ để bơm bùn ở dưới mương lên, dưới mương bự á, dưới mương bự bên đó đó, bơm bùn lên nha, để be bờ để bơm bùn lên cho nó không tràn ra. Và xử lý của anh tài xế chổi cần quay rồi luôn, y chang xe lớn không, chổi cần quay to nó đưa qua bên nè, thao tác nó thì làm y chang xe lớn luôn nha anh em. Chạy cũng khá là điêu luyện nha anh em. Này tài xế xe lớn mà chạy xuống chạy xe mini này cũng khá là điêu luyện rồi. Nói chung là chạy chút xíu là quen tay à. Quen tay lái, quen cái độ lùng, độ thấp của nó. Anh em nào muốn mua xe cuốc lớn không anh em? Anh chủ này có chiếc xe cuốc 05 nha, hiệu Sumitomo. Thác 120 ảnh có bán anh em. Thì video trước mình cũng có quay lên á,
anh em muốn xem thì lên kênh của mình xem video đó ha. 05 bán với giá 500 triệu còn thương lượng á anh em. Hay là anh em muốn mua thì bình luận bên dưới đi, là mình sẽ cho số điện thoại của ảnh ha. Anh em điện nghe ảnh. Xe còn rất là đẹp nha. Đất này cứng lắm nha, đất này cho clip nó cứng lắm nha. Đó. Đó anh đã đắp xong một cái bờ đó anh em. Đó, đây là vườn sầu riêng nha. Thì đây thuộc địa huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An á. Đó, bên kia mấy anh kia đang bơm bùn lên á. Rồi, xin chân thành cảm ơn tất cả anh em đã xem video á. Anh em thấy video có hay thì hãy tặng cho mình một like và đừng quên đăng ký kênh để mình có động lực ra những video mới nhất á. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em những video tiếp theo về xe cút mini á.